Hello anh em, chào mình đã quay trở lại tiếp tục với tựa game đảo kho báu 8888 năm rồi mình mới quay trở lại anh em. Ok, hôm nay nghe tin game có con tướng mới cho nên là mình cũng mong mò mình lên mình xem để đây con tướng mới như thế nào đây. Thấy mấy anh em up video trên group là nó khá là bá đạo anh em à. Rồi, ok, vô kiếm con tướng mới xem thử là nó sẽ như thế nào đây anh em à. Hiện tại thì bây giờ mình vẫn ở trong ạc của bạn Minh Chí nha anh em. Ok. Ok, tìm xem là anh em nãy mình thấy có thấy mà giờ không biết nó lưu lạc ở ngay chỗ nào nè. Đây, quá khét vải nè mà. Đây, con tướng ngũ hoàng, tứ hoàng mới chứ không phải là ngũ hoàng đây mà. Ngũ hoàng là như là chỉ tính Luffy với lại bên kia thôi. Còn đây là tứ hoàng mới nha anh em. Búp ghi, hệ búp ghi. Ok, để mình xem để skill của em thử cái đấm nè anh em à. Đó. Ủa, đơn giản vậy, nhảy lên gì? Đấm, nhảy. Wow. Nổ. Trời. Khét vải anh em. Wow, bộc phá khá là căng. Ok, thì đây là cái con tướng gì đây? Một cái con tướng hệ xạ thủ anh em à, một cái con tướng khả năng bắn xa. Và đây là các skill của em đó. Búp ghi bon, thôi miên, đây là skill nội anh em. Thôi miên hai cái địch trong vòng 10 giây khiến chúng quay sang tấn công đồng đội. Cái skill này nó khá là giống với skill của Bo Hancock nha anh em. Thôi miên đến hai kẻ địch lặng anh em à, trong vòng 10 giây khiến chúng quay lại tấn công đồng đội. Đồng thời trong 10 giây giúp bản thân phản lại 21% sát thương. Ôi, có phản đam nữa chứ, gắt người ta ha. Đây là cái skill phản đam của con Don Chinzao ở trong cái con game này anh em à. Đây, nó tổng hợp skill của Don Chinzao kết hợp với lại Bo Hancock. Ủa sao mình chưa thấy bạn Minh Chí đi ra ngoài đời người ta? Không lẽ nó cùi bắp ta? Hôm nay có khuyến mãi 150% luôn anh em à. Hôm nay là tết tây nên có khuyến mãi xịn sò lắm. Cho nên là không biết là bạn Chí vẫn nạp vô bao nhiêu đây anh em. 7.500 kim cương. Wow. 150% anh em à. Nếu mà nạp 3.000 á thì 500k thì sẽ được thêm 4.500 nữa anh em. Đúng rồi anh em à. Rồi, ok. Wow, xịn vải. Và nó sẽ không có cộng dồn vô trong cái móc này nha anh em. Nó chỉ cộng dồn trong cái móc này thôi. Wow. Ôi, nạp siêu cấp mới có thể nhận được hết à. Vậy là bên mấy cái nạp này không biết là có thể là sở hữu được con bút ghi hay không anh em à. Rồi, ok. Bạn Chí giờ mới vô ạc anh em. Được cái là có anh em cho mượn ạc review cũng ok anh em à. Chứ cấp này mình cũng ít chơi bên game đảo có báo tại vì cấp này ít sự kiện anh em. Đợi khi nào nó có sự kiện mới thì mình sẽ cập nhật thường xuyên hơn. Để mình xem thử. Đang xem cái skill anh em quên mất. Đây, tiếp theo anh em sẽ cùng nhau soi tới cái skill thứ hai đó chứ là skill phi dao sắc lẻm. Wow. Skill gì ngắn gọn thế nè. Phóng ra loạt dao gây 330 sát thương phép cộng 30 mỗi lép, đồng thời khiến cái địch bị giảm 100 nộ hiện tại. 100% nộ hiện tại luôn anh em à. Trời ơi, kinh dữ ta. Quá là bá đạo anh em à. Khét lẹt luôn anh em. Kinh luôn anh em à, kinh khủng luôn. 100% nộ luôn mới ghê chứ anh em, trừ phát hết sạch luôn anh em à. Vãi thật sự chứ. Skill đúng là thánh búp ghi đó khác anh em à. Rồi bây giờ anh em ta sẽ cùng nhau soi đất skill thứ 3. Skill này nó cũng ngắn gọn không kém skill thứ 2 còn ngắn hơn nữa anh em. Búp ghi bon gây nổ toàn bộ đối thủ bị mất 5% máu tối đa luôn. Trời ơi, vãi thật sự chứ. Kéo dài trong 5 giây. Ủa? Về nổ mỗi lần sẽ mất 5%, như vậy là 5 giây mỗi giây là mất 1% á ta. Hay là mỗi giây sẽ mất 5%? Ở đây nó không có nói chi tiết anh em, cho nên là mình không biết là nó sẽ mất bao nhiêu nữa. Ok, xíu mình sẽ test thử xem sao. Còn cái skill cuối, skill mặc định boost toàn đội tăng cao năng lực chiến đấu giúp tăng 40% tốc độ công suốt trận đấu luôn anh em à. Ôi vãi, quá là bá đạo nè. Ui, em nó kinh khủng khiếp luôn anh em à. Skill nào cũng xịn hết anh em ơi. Bạn biết vô thực chiến nó sẽ như thế nào đây anh em. Anh em đừng có bị những cái quyến rũ trong cái skill của em nó làm mờ mắt anh em à. Anh em sẽ mút nó về và đôi khi nó sẽ không phát huy tác dụng skill mà thực chiến thôi anh em. Ok, đầu tiên anh em chúng ta sẽ cầm con chuyển búp ghi qua cái đã anh em. Búp ghi này không biết là nó là đam gì nữa anh em à. Anh em để dưới mình xem thử nha. Búp ghi này nó sẽ là một con tướng đam gì đây ta? Đam phép anh em ơi, mỗi con tướng đam phép. Để em xem để có con nào có thể là chuyển có được cho em đấy hay không đây. Chết rồi. Thêm mình hiện tại giờ có con đen dâu rồi đam phép. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển đen dâu và mình sẽ chuyển vào cho con búp ghi đi. Đó. Đây, ok, xong bây giờ mình sẽ chuyển đồ của con đen dâu qua cho con búp ghi nha. Chuyển nó luôn. Con búp ghi rồi ta, đây. Trời ơi, đen dâu skin skin pháp. Ok, xịn sò vải. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô và trải nghiệm thôi.
Đó, bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ múc đại một cái chương nào để anh xem thử con búp ghi này có thể là cân được luôn cả một cái chương hay không anh em. Nãy mình thấy bạn kia cầm con búp ghi đi quýnh là mấy con tướng địch nó không có áp sát được, như là đi hải tặc vằn dập anh em à. Còn bây giờ đi cái này thì nó hên xui anh em, đi cái này thì nó khá là hên xui á. Để mình xem thử, tại vì đến 5 con tướng đó mà anh em, để mình xem thử. Vua hề búp ghi, wow, cái tướng đi bá đạo vãi. Nó có thể là thôi miên được cái tem địch hay không. Wow, ây da, bị quýnh khá thốn anh em à. Ồ, thôi miên rồi nè anh em, thôi miên được con đơn xin dao bên kia quay trở lại đấm địch nè anh em, đấm mấy con lính bên kia. Wow, tính ra đam của con búp ghi thì nó cũng được đó chứ anh em. À, nó đốt theo phần trăm HP mà anh em, và đam cũng khá to nè. Tính ra là mình em nó có thể là cân được tới cái tầm này máu là cũng khá là ok với anh em. 693 triệu đam. Wow, đam cũng ok anh em mà, đam cũng ổn quá nha. Đây bây giờ mình sẽ đi cái chương to nhất lên em, chương cuối cùng luôn anh em à. À bây giờ mình sẽ đi cái chương nào có cây đô anh em, chương nào mà có đô đô để mình xem thử. Chương này có Beona, hai con Beona cũng được anh em à, hai con Beona này cũng chung là cũng ok nha anh em. Bây giờ mình sẽ để con nào bây giờ, Yugo nè. Ủa, tem này không có chơi con Yugo thì đam mà khỏi phải bàn anh em à, đem khác, đem đam cực khác luôn anh em à. Chém đau lắm, bây giờ nó chém một phát có thể là kết thúc địch luôn anh em. Giờ không biết còn ai sử dụng con, ơi anh em thấy kinh không, vãi thật sự chứ, chém một phát một chết sạch tem địch luôn anh em à. Yugo chém kinh khủng khiếp thiệt. Đây đụng đổ lại con bò hành khúc, bò hành khúc bên kia có cái skill khá là giống với lại con búp kỳ bên mình. Ôi vãi, đam to cực anh em à, đam này anh em thấy không đó, 9 triệu mấy đam luôn, trong khi Zogo chỉ có 3 triệu nhưng mà bù lại Zogo có khả năng là tắc sát chém một phát chết luôn anh em à. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vô giao lưu nhẹ nhàng với lại những bạn khác để xem cho anh em. Ôi có bạn nào được chiến mà sầm thầm xem không anh em, chứ giờ mấy bạn là được chiến thấp quá. Bạn Culi dép Lào, ok mình sẽ quýnh lại bạn Culi dép Lào. Bây giờ mình sẽ sử dụng một mình con búp ghi xem để là có cân được bạn Culi dép Lào hay không nè. Kinh địch khả năng cao mình sẽ hủy địch nè mà, nhưng mà hên xui, ây da chết luôn, bị Yamato bên kia đóng băng rồi nè mà. Wow, ây da chết rồi, nó quýnh bà má nhìn búp ghi hết gà luôn rồi nè mà, mặt đã quá trang nhìn không ra, còn bây giờ nhìn không ra là càng không ra nữa anh em. Rồi ok chết luôn, xong trời ơi. Wow, ủa còn thiếu gì ta, đây bây giờ sẽ úp mấy con lính lên cái đại anh em, anh em để xíu mình xem thử đồ đạc này kia của ống búp ghi anh em. Sức chiến đồ đạc của ống búp ghi hiện tại bây giờ là mặc bộ trang bị Kaido nha anh em, mặc bộ trang bị Kaido trái quỷ là trái Guga. Linh hồn hiện tại thì bây giờ là mới được có, ôi trời ơi một đống luôn nè anh em, chưa có búp nha anh em, chưa có úp lên nữa nha, tại vì còn ít ngọc anh em à. Hình xăm, hồi sĩ khí, thằng binh, thằng binh không biết là có cái thằng binh nào dành cho con búp ghi không anh em. Đổi dỡ bỏ để mình xem nữa có cái thằng binh nào dành cho con búp ghi không ta, hình như là mình nhớ là không có thì phải. Này mày búp ghi không có, thôi đều đỡ này đi anh em. Bây giờ mình sẽ xem thử búp ghi này nó sẽ chi viện những con tướng nào. Đây Luffy 5 xanh tóc đỏ, gâu đen với lại gâu dơ. Rồi ok, đồ đặc chế lính đó, này đẹp trai khoai to này, đẹp trai củ khoai hai tắc nữa nè, quá là đỉnh. Để mình vô mình xem thử khi mà cái tem cầm full tem thì có thể là quýnh được bạn Luffy giáp Lào hay không nha. Culi giáp Lào chứ lộn anh em, cài lại cái đội hình cái đã anh em. Này cho Yamato ra phía trước đi, Yamate ơi, bạn này sử dụng lại con San hả, San bước thẳng thánh cho tem. Để mình xem thử có thể là cân được cái đội hình của bạn Culi giáp Lào hay không nha. Ây da, bạn Culi giáp Lào căng quá. Wow, ôi ây da á. Wow, không bính lại rồi anh em à, không thể nào cân nổi cái đội hình bên kia rồi anh em à. Bây giờ bạn bạn này chỉ cái đội hình nó bữa quá vậy ta, không sử dụng Birona luôn ta, bỏ Birona luôn rồi anh em à. Mình nghĩ chắc mình sẽ bỏ San rồi mình sẽ lấy con Birona lại thôi anh em. Birona hình như là Birona nó đam vật lý thì phải anh em, lâu quá mình không chơi cho nên là mình không nhớ nữa, chuyện qua. Rồi ok, San ông chú San nó mất rồi. Này San Dương quá, San cộng bún
Biona là đam gì ta? Ơ chết rồi. Phải, Biona đam vật lý anh em à. Dỡ bỏ. Chắc là có cái món nào mà có thể là sử dụng được hay không đây? Đôi dép. Có đôi dép. À, có một cái đôi dép giám định rồi nè anh em. Nhưng mà nó bị mất hết một cái dòng giám định nha. Thì bây giờ thì mình sẽ truyền thụ cái kiếm qua cho cái đôi dép của con Berona cho nó đeo anh em à. Bây giờ mình sẽ chọn cái đôi dép nào có giám định đi ta. Đây đây, ok, có cái đôi dép giám định nha em. Pẹt văng ra ngoài vô lại. Ok, xong, cho con Berona vô lại cái đội hình thôi anh em. Úp cái đôi dép lào lại thôi anh em à. Giám định cái đôi dép lào lại thôi. Đúc đồ giám định. Ồ, nguyên liệu giám định còn khá là nhiều anh em à. Kháng bạo, tốc độ, né, bị công giảm sĩ khí và cái thiếu mình thiếu mất cái dòng hồi công anh em. Không biết nó ra được cái dòng hồi công hay không. Ôi nãy mình quên đúc cái dòng trên em, đúc cái dòng trên nữa có gì nó khỏi mất công phải đúc lại. Bốn cái dòng đó là nó sẽ mặc định khi mà anh em chuyển vào một cái món mà đã đúc rồi anh em thì nó sẽ bị chổi anh em, nó bị chổi cho nên nó sẽ bị văng ra ngoài á, giống như mình hồi nãy á. Đó là cái chuyện bình thường anh em. Có nhiều anh em gặp cái vấn đề đó cũng hỏi là nó bị sao anh em, thì nó bị gì anh em mà mình không biết nữa. Chắc đây là do game. Ok, thôi bây giờ mình sẽ quýnh lại với lại bạn Cudi giúp Lào để xem sao. À, quên nữa. Con Win đó anh em, còn thiếu con Win đó anh em. Để xíu mình sẽ nếu mà quýnh không lại thì mình sẽ đưa con Win vô trong cái đội hình nha anh em. Con Cudi giúp Lào đây ta, con Win nó cũng khá là bá đạo anh em à. Bốt trận. Con Beona hả? Yogo nè, tem đam nhiều quá anh em. Tam đem đam hơi nhiều nha. Để mình quýnh với lại bạn Cudi giúp Lào để xem sao. Ây da, bạn Cudi giúp Lào này khét quá ta. Wow, khét quá. Đem mình như là bị thiếu con win đó anh em. Bị thiếu con win nha. Wow, trời ơi, quỷ Luffy này trâu hải anh em à. Cái đem mình hình như nó bị thiếu con win đó anh em. Để mình xem mình đưa cho con win trong cái đội hình luôn đi. Trời ơi, múp ghi này. À, mình bỏ con Beona ra, mình thử con win vô thử xem sao anh em. Con win mình không nhớ là nó đam vật lý hay nó đam gì nữa anh em à. Win này đam vật lý hay đam phép. Trời ơi, vãi. Quỷ win này đam vật lý anh em à. Đang vật lý hả? Đây bây giờ mình sẽ bỏ Luffy này ra luôn anh em. Bỏ Luffy ra mình sẽ đưa con Win vô trong cái đội hình luôn nha. Đó, Beona thêm Win đấy anh em à. Ok, cái đội hình toàn là meta xịn xịn không anh em à. Beona, Yogo, Win, giờ thêm Thánh Búp Ghi nữa. Giờ phải thêm Thánh Usopp vô nữa là nó đủ đội hình luôn anh em. Nó đẹp trai luôn anh em à. Rồi, ok, úp mấy con lính lên cái đạn anh em. Cho mấy con lính này đi. Begona nè, Beona chưa úp lính nữa nè. Úp mấy con lính bắn xa ra cho nó đi chậm chậm xíu ấy. Úp mấy con lính gần đó, nó chạy nhanh quá anh em. Tầm bắn xa, tầm con mấy con lính ở trên đó thì cái tầm bắn nó xa. Để mà xem thử ấy. Bạn có bạn Lỗ Chí Thâm nữa kìa anh em à. Trời ơi, quýnh không lại bạn này với ta. Đen gì trời. Ok, cho con Yamato ra phía sau anh em à. Búp ghi đi. Ôi, quỷ Búp Ghi nó bị che mất tiêu rồi. Nhân vật chính ngày hôm nay của anh em ta sẽ là con bướm Búp Ghi. Vì vậy mà anh em chúng ta sẽ phải để em nhú cái bản mặt ra anh em à. Để lên trên nó bị che mất cái bản mặt của em đó rồi. Để mình xem được cái đội hình này sẽ làm ăn như thế nào đây anh em. Wow, quá là khét anh em à. Ôi chết rồi. Ôi ôi ôi, bên nào lên đỏ chí rồi nè. Ở bên mình anh em ơi. Ôi ôi, trời ơi, bắt được lúc đầu anh em à. Trời ơi, bên kia win bên kia còn chút xíu chiêu máu anh em ơi. Hồi nãy mình quên xem đỡ bạn clip nào hồi công bao nhiêu nữa anh em, nhưng mà xem chênh lệch nhau vài điểm thì chắc cũng không có vấn đề đâu anh em à. Có đây là do một cái đội hình của mình anh em. Cho mấy con này ra phía trước để xem sao. Win win lên trên để xem sao anh em. Đây mình toàn đam không anh nè. Bên kia có con quỷ đen dâu nữa, khó chịu anh em. Quỷ đen dâu khó chịu thiệt. Ây da, trời ơi, thua nữa anh em. Ôi trời ơi, ôi bên kia có con gì sắp chết luôn kìa anh em. Ủa, không phải, bên kia nó còn đầy máu anh em à. Kỳ vậy ta, ôi con búp kia nó đam to anh em. Búp kia nó đam to cực luôn á. Nhưng mà cái đội hình mình quyết đồng lại bạn cu đi giúp Lào rồi anh em ơi. Để mình xem, đẩy lâu lắm rồi không có vô chơi cho nên là mình bố trận nó hơi phèo phèo thì phải anh em. Cho mấy con tay ngắn ra phía sau anh em à. Tay ngắn ra phía sau đi. Ba con tay dài ra phía trước anh em à. Để anh xem thử đi. Ui. Ây da. Ây da. Quạ. Ui, tay bên kia nó quýnh kinh quá vậy ta. Căng căng thật sự anh em à, căng ghê gớm luôn á.
không được không được không được, khá là bất ổn. Ôi cái tem mình bây giờ là thay vô cái con gì bây giờ trời. Wow, bạn Cooly với Blau này kinh khủng khiếp đi nè. Ôi, hay là do mình đưa thánh bút ghi vô trong cái đội hình cho nên là cái đội hình mình nó thua luôn em. Dám lắm rồi anh em à. Mình đưa Zogo ra phía trước, thánh bút ghi ra phía trước xem sao. Không biết bút ghi có khả năng là thôi biên được hay không anh em. Mình tắt x2 đi để mình xem thử. Wow, hồi công đầy luôn nè anh em. Bút ghi, búng. Ôi, sao cái tem bên mình nó không nổ được vậy ta. Ôi, cái tem bên mình nó không nổ được miếng nào luôn anh em à. Wow, quỷ đen dâu bên kia. À, thôi biên được rồi kìa anh em. Thôi miên được đen dâu bên kia, thôi quay đen dâu bên kia quay lại mút mút được chấm mút được chút xíu thôi nhưng mà cũng quay lại quýnh cái tem bên mình ba má nhìn không ra luôn. Ôi em nói được cái mã đẹp trai thôi anh em à, được cái bề ngoài đẹp trai thôi chứ thực chiến thì nó cũng khá là cùi anh em ơi, không thể nào có ra gánh được cái tem ơi. Mà ý là sử dụng con đen dâu nó còn ngon hơn so với con lộn bút ghi nữa em à, bút ghi nữa. Mấy con tay dài thì mình sẽ đưa ra phía sau, còn mấy con hai con này thì mình nghĩ là chắc là đưa ra phía sau cho anh em. Đưa con Birona ra phía trước anh em à, đưa con Birona ra phía trước đi. Ok. Thử lại cái nữa đi anh em. Thử lại cái nữa xem thử như thế nào đây. Vô. Trời ơi. Wow, dầu nhất đây, đẩy đẩy đẩy. Đây bên mình nó có hai con tay ngắn nhưng mà nó không có làm ăn gì được hết nhân anh em. Ở con quỷ đen dâu nó hút lên rồi anh em. Wow. Mũi đen dâu nó hút một phát nó dính nguyên tim luôn anh em à, không chịu nổi rồi anh em à, không chịu nổi à, hay là mình thử cái đội hình mà full mấy con AD để xem sao anh em, full mấy con AD để xem sao nha. Bây giờ mình sẽ thay thế bớt cái con gì bây giờ ta, Win à, Zugo, Zugo bây giờ là thay con gì vô bây giờ trời, con gì có khả năng là bắn xa đi, con A hả, con A ai hay là con gì con nào đam vật lý thì như là chỉ có con ai thôi anh em. Còn Yamato này cũng đam vật lý nữa, mũi Yamato này cũng đam vật lý luôn anh em mà khó quá. Thôi đưa cho em cái đội hình này nói chung là nó fail quá anh em. Thử luôn anh em, thử thêm một lần xem sao anh em. Con Zogo bây giờ mình sẽ đổi qua con ai để xem sao anh em, cho con ai vô trong cái đội hình luôn đi. Ai đã mất tiêu ta, anh ai rồi. Thế bên mình vẫn còn bị dướng dướng hết mỗi con đam tay ngắn anh em, mỗi con đam tay ngắn. Zugo nè, Zugo bây giờ mình sẽ đổi qua cho con A. Tem của mình hiện tại bây giờ là bị chưa đủ đồ anh em, chưa đủ đồ ha. Rồi xong, mình up lính lên cho con A cái đã anh em. Lính cho con A, mình sẽ up mấy cái con lính bắn xa anh em mà. Đó, xuất chiến. Trở lại, cái tem mình vẫn còn bị dướng con Yamato anh em, dướng con Yamato nè. Quỷ Yamato này mà nó bị dướng dướng lên cái là coi như là xong phim luôn anh em. Nó sẽ bị con gâu đen hút liền anh em, bị con gâu đen hút liền. Yamato đi mình nghĩ chắc một xíu mình sẽ cho nó ra sao luôn quá anh em. Đây nó hút dính lính của mình, nó sẽ hút luôn cả cái tem của mình luôn anh em à, có chịu gì đó anh em. Ây da à, chết luôn. Ây, bây giờ mình sẽ bỏ bỏ bớt cái con Yamato, mình bỏ con Yamato luôn anh em à, mình sẽ lấy con Marco vô luôn. Đây Marco không cần đồ luôn anh em à, Marco kệ chơi trai luôn đó, Marco không đeo gì luôn anh em. Ok, wow, ôi trời 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 trời, vẫn bị áp sát như thường anh em, vẫn bị áp sát như thường. Bạn cu đi giúp lào này kinh quá vậy ta. Mình nghĩ hồi không chắc không bằng cái ạc của bạn Chí đó anh em à, nhưng mà như là có thể là do cái con búp ghi của mình không ta, có lẽ là dân cúp úp kia của mình nó phá tem không ta. Đây để mình xem đỡ anh em. Wow, đẩy cũng khá là khét chứ anh em, đẩy cũng khá là khét ha. Wow, quỷ win nó mới lăn lộn tới phía trước này mà, nó lăn lộn tới phía trước. Wow, ok này anh em, nhưng mà nó gối nùi rồi mình chả thấy đường mà lần anh em à, mình chả thấy cái đường mà lần luôn á. Ok, cuối cùng được một cái trận win nhưng mà không thấy đường, cho nên là mình không biết là cái con ý là mình tắt x2 đi rồi đó nha anh em, mình, cho nên là mình cũng không có biết được cái skill của con Upki nó ra như thế nào đó anh em. Rồi ok, nói chung là được một cái trận thắng là ok đó anh em. Bây giờ anh em ta sẽ vô hãy thật vạn dặm xem là cái con Upki nó sẽ đánh đấm như thế nào anh em đó. Dứt luôn để mình xem là Upki nó quánh dùng cái này sẽ như thế nào đây anh em, quánh với lại bố già anh em, búp ghi vs với lại bố già.
Đây, để mình xem thử đây, để xem thử đánh đấm như thế nào đây em. Ủa, à đây bố già bị thôi miên đứng cứng đơ rồi anh em. Anh em nhìn thấy cái dòng xoay bên dưới không? Cái dòng xoay này chính là cái dòng dây xoay thôi miên anh em, thôi miên. Và đam thì có vẻ như là không ngon hơn so với con Berona với lại mấy con kia cho lắm ấy, anh em. Quánh con bố già khá là lâu, có thoát ra được hay không ta? Thoát ra để mình thử. Ồ chứ này, ồ ở đây thì mình không có thể là thay đổi cái đội hình được nữa anh em à. Hình như là mình không có thêm đội hình vô được nữa, nãy mình quên chọn mấy con tướng khác để vô mình test anh em. Nhưng mà cảm giác như là em nó đánh khá là lâu anh em à, hơi lâu luôn á. Gặp con Beona là nãy giờ em nó xong phiên nãy giờ rồi anh em. Để mình VS với lại con Gokodai đấy sao anh em. Ồ thôi miên phát là dính cứng đơ luôn nè anh em, không nhúc nhích được luôn anh em à. Đam thì có đó anh em, nó cũng có đam á, nhưng mà trừ HP theo phần trăm thì mình không biết là nó sẽ trừ bao nhiêu đây anh em. Ok win luôn anh em à. Wow thôi miên cái nó cứng đơ luôn anh em à. Ok ngon anh em. Được, còn là đi liên đấu mình nghĩ chắc là quậy cũng vui anh em à. Để khi nào có liên đấu thì mình sẽ vô mình sẽ test cho anh em xem thử như thế nào. Còn bây giờ thì mình sẽ vô mình quýnh với lại bạn bạn hồi nãy mình thấy có bạn ở đó 20T lực chiến thì phải anh em. Cu ly dép lào VIP lớp nè anh em à. Ôi, bạn VIP lớp này cũng khá là VIP đó nha anh em. Ây da. Ôi ôi đừng áp sát nha. Ây da, chết luôn anh em à, bị nó áp sát rồi. Ây da. Rồi luôn anh em, trời ơi, quỷ Yugo bên kia nó sắc phát ba má nhìn không ra đâu anh em à. Ủa? Lộn lộn bên kia không có Yugo anh em à, bên kia không có Yugo. Trời ơi, nhầm nhầm sao ghê anh em. Ở bên kia chơi Doflamingo rồi đó. Ở bên kia chơi cái đội hình gì nó bựa với giữ người ta. Ở vậy mà mình cũng không win được anh em à, bị bắt dính phát là coi như là xong phim luôn anh em. Thử lần cái nữa xem sao anh em, không biết là có đẩy được hay không đây. Chỉ cần giữ chân được là win thôi anh em, chỉ cần giữ cái chân là được lại lại là win. Wow. Do nó nhiều skill quá cho nên là mình không biết là nó dính skill nào của con Bookie nữa anh em. Ý là mình đã tắt X2 đi rồi nha, mà vẫn bị gối nùi một cục luôn anh em à. Wow, khá là khó, không nhìn vô được. Nói chung là bây giờ mình cũng chưa chưa có xác định được con Bookie này nó có VIP ngon gồ hay là phế gì nữa anh em à. Chắc là mình cần phải có thời gian để có thể là trải nghiệm với em nó, rồi sau đó mình sẽ đưa ra một cái nhận định chính xác hơn anh em. Rồi ok anh em, sau khi à, không biết ở đây có anh em nào đã trải nghiệm con Bookie chưa, nếu mà có thì comment bên dưới cho mình xem thử ý kiến của mấy anh em về con tướng mới Bookie này nha. Còn bây giờ thì mình chắc mình sẽ kết thúc video đây thôi, để mình tiếp tục trải nghiệm, sau đó mình sẽ đưa ra một những cái phân tích của mình về con tướng Bookie này so với bản skill là cảm giác như là ok anh em. Còn thực chiến thì mình thấy nó cũng chưa có ok cho lắm, để chắc mình cần phải có thời gian mình soi tới soi lui nhiều hơn. Rồi ok, cảm ơn bạn Minh Chí rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn để cho mình mượn ạc để có thể tiếp tục review những cái con tướng mới cho anh em xem. Cảm ơn rất là nhiều, tạm biệt anh em. Chúc anh em có một ngày năm mới thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, gia đình hạnh phúc này kia, kiểu nói chung là có gì tốt đẹp thì mình sẽ chúc hết. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đừng quên cho mình một like, một đăng ký anh em. Tạm biệt anh em.